mà mua dàn karaoke, TV, loa đài, iPad, điện thoại để giải trí thì lại quá là truyền thống rồi. Tết năm nay, hãy thử kính thực tế ảo MetaQuest 3, một sản phẩm vô cùng thú vị này xem sao nhé. Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại và ngày hôm nay trên đầu mình là một món đồ công nghệ vô cùng thú vị và đáng để trải nghiệm. MetaQuest 3, chiếc kính thực tế ảo mới ra mắt vào cuối năm 2023 và hứa hẹn sẽ trở thành một món đồ chơi mà bạn không thể bỏ lỡ vào năm 2024 này. Phải nói rằng MetaQuest 3 là một thiết bị vô cùng dễ sử dụng. Nếu bạn là người lần đầu tiếp xúc với kính thực tế ảo thì chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được đến 80% các nút bấm hay là thiết kế trên kính và tay cầm được dùng để làm gì rồi. Phiên bản này không chỉ thay đổi thiết kế để tối ưu hơn khi sử dụng, mà nó còn trông đẹp và có nhiều điểm mới hơn. Kính Quest 3 mỏng nhẹ hơn phiên bản cũ, tùy chỉnh đeo rất là thoải mái kể cả với người đeo kính. Trước khi sử dụng Quest 3 thì mình còn nghĩ rằng mấy cái món đồ này sẽ đòi hỏi mình phải bỏ kính ra, xong rồi chỉnh độ cận này kia rất là phức tạp. Nhưng mà không, nó rất tiện và tối ưu để ai cũng có thể đeo được. Tuy nhiên thì với những người đầu quá nhỏ như mình, thường phải đội mũ size trẻ em thì Quest 3 cũng chưa thực sự vừa vặn cho lắm. Tuy vậy thì cảm giác đeo nó vẫn khá thoải mái và không bị đau cái chỗ nào cả, dù mình đã đeo tới cả tiếng đồng hồ. Quest 3 có camera RGB ở bên ngoài để chúng ta có thể xem được không gian thực và nó làm rất tốt việc truyền tải hình ảnh đời thực khi chúng ta đang đeo kính. Phiên bản này có kính pancake, độ phân giải và mật độ điểm ảnh đều cao hơn so với phiên bản cũ, và nó sẽ giúp trải nghiệm nhìn của chúng ta tốt và sắc nét. Chơi kính thực tế ảo thì 100% chúng ta sẽ phải nhìn mọi thứ qua cái kính này rồi. Vậy nên có thể nói đây là một cái bộ phận vô cùng quan trọng. Quest 3 sở hữu cấu hình vượt trội với chip Snapdragon XR2 Gen 2, RAM 8GB và 2 phiên bản bộ nhớ 128 và 512. Với cái cấu hình này thì Quest 3 cho chúng ta trải nghiệm đồ họa xịn hơn và mượt mà hơn rất nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Và nó còn có cả âm thanh 3D lớn, sống động và vô cùng chân thực, khiến trải nghiệm lại càng tuyệt vời hơn. Có thể là xem video này, nghe và đánh giá trải nghiệm của mình, bạn chưa thực sự cảm nhận được cái điều đó. Cái này thì mình khuyến khích các bạn nên trải nghiệm thử trước khi mua, vì lúc dùng thử bạn sẽ cảm thấy được nó thú vị như thế nào. Nói tiếp về cái thấu kính pancake, thì với cái thấu kính mới với cái độ phân giải cao và còn chip khủng, thì cảm giác cái kính thực tế ảo này ngày càng trở nên thực tế nhiều hơn là ảo, và trải nghiệm của nó rất đã mắt. Dù mới ra mắt nhưng mà Quest 3 đã có thể chơi các game có trên phiên bản trước là Oculus Quest 2. Tuy nhiên thì sẽ có những game chưa thực sự tối ưu cho cái phiên bản này. Nhưng việc kế thừa kho game lớn cũng rất là ổn và đủ cho chúng ta chơi lâu dài và trải nghiệm dần cho đến khi nào nó chính thức phù hợp với Quest 3. Và cài đặt game cho Quest 3 như thế nào với cái kho game đồ sộ như vậy thì chúng ta hãy để nội dung này cho video kế tiếp nhé. Nhìn chung thì khi nhắc đến kính thực tế ảo, MetaQuest hay là Oculus Quest thì đều là hai cái tên vô cùng phổ biến mà chắc chắn bạn sẽ nghe đến hoặc là được tư vấn khi mà nhắc đến kính thực tế ảo. Và với đánh giá của chúng mình thì những cái sản phẩm kính thực tế ảo và đặc biệt là chiếc MetaQuest 3 này hứa hẹn sẽ trở thành một món đồ cực kỳ đáng trải nghiệm dành cho những ai đam mê công nghệ hay là những ai đam mê thực tế ảo và đang tìm hiểu về VR. Ok, và nội dung đến đây thôi. Nếu như nó hữu ích thì đừng quên dành tặng cho mình một like và một subscribe nhé. Và nếu như bạn yêu thích chiếc kính này thì bạn biết phải tìm đến đâu rồi đấy.